Và kế tiếp con kính mời máy của Huynh Quang Quốc để có câu hỏi với thầy ạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con kính mời Huynh ạ. A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con kính thưa thầy Dương Tinh Hải, xin phép cho con được hỏi một câu hỏi. Vừa rồi con có nhận vừa rồi con có đi nhận một ca hộ niệm. Nhưng một ca hộ niệm đó cái người đó không có tu, chỉ có đi chùa thôi, nhưng lúc tỉnh lúc mê thì con không nhận ca hộ niệm này được, tại vì người đó lúc tỉnh lúc mê bình thường cũng có quân tu một câu A Di Đà Phật, cũng không có niệm Phật. Thì cái ca hộ niệm này đó thì con không nhận, nhưng có một ban hộ niệm khác nhận được hộ niệm, cũng hộ niệm được 8 tiếng, cũng không làm việc 15 điều, nhưng khi ra đi thì để lại thời tướng mềm mại. 8 tiếng đồng hồ để là thời tướng mềm mại. Cái trường hợp thứ hai, gần nhà con cũng có một ca hộ niệm, là quý sư thầy đến nhận hộ niệm. Cái người mà mất ra đi đó cũng một đời không có tu, chỉ có đi chùa thôi. Là khi mà được hộ niệm 8 tiếng đồng hồ cũng mềm mại. Thì hai trường hợp này tuy rằng không có tu nhưng được hộ niệm vẫn mềm mại. Vậy xin cho con hỏi, cái thứ nhất, một người thần thức còn ở trong xác, thân tướng có mềm mại hay không? Cái điều thứ hai nữa, khi các vị trưởng ban có nói rằng người này thiện căn quá khứ họ sâu dày, nhờ thiện căn quá khứ mà được hộ niệm 8 tiếng đồng hồ vậy, họ ra đi để lại thân tướng mềm mại là họ được vãng sanh. Vậy xin thầy có thể giải thích cho chúng con biết thêm trường hợp này như thế nào. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đây cũng là cái chuyện mà thường xảy ra, chứ không có cái gì đặc biệt cả. Nhưng mà xin chư vị mới nhớ là khi hộ niệm cố gắng là nên, dẫu là trong 8 tiếng người ta có thân tướng mềm mại, nhưng mà mình cũng ráng niệm thêm cho người ta 4 tiếng nữa để cho qua cái cơn 12 tiếng để nó vững vàng hơn. Nha chư vị nha. Chứ đừng vội vã thấy mà người ta mềm mại xong bỏ đi, như vậy cũng chưa có phải là vững vàng. 8 tiếng đồng hồ chư vị có thể thăm sơ được, nhưng mà thăm trong thời gian 8 tiếng xin chư vị phải hết sức cẩn trọng, phải nhẹ nhàng. Tại vì có nhiều người nghiệp chướng nặng trong cái thời gian 8 tiếng chưa đủ an toàn. Mà nếu mình, những người mà trong 8 tiếng mà thân tướng lạnh hết mà mềm mại, đó là những hiện tượng tốt chứ không phải xấu, rất tốt, tốt hơn là 12 tiếng. Nhưng dù sao chúng ta cũng cố gắng là quy định cho người ta khoảng 12 tiếng rồi mới giao lại cho người nhà làm việc hậu sự. Mà cũng luôn luôn dặn người nhà là làm với cái động tác nhẹ nhàng, thành khẩn. Nhất định là khi thăm thân chư vị đừng bao giờ có những động tác mạnh dạn. Cho nên sẵn đây dự âm nhắc nhớ cho chư vị là khi thăm thân đầu, dẫu cho thân tướng người đó tốt đẹp như thế nào, chúng ta cũng không được làm mạnh. Có nhiều người cầm cái tay đưa lên rồi thả xuống, rồi cầm cái ngón tay quay cái bàn tay biểu diễn sự ví dụ, cái điều đó hoàn toàn không nên làm. Nhớ nha chư vị. Bây giờ đưa đến tình trạng là có những người hồi giờ chưa biết niệm Phật, chỉ đi chùa thôi, mà trong lúc ra đi thì nửa mê nửa tỉnh được. Thì đây là một trong những trường hợp khó khăn. Nhưng mà người này khi ra đi như vậy thì nói về hồn bản thân thì do ông không dám hứa chắc là người đó được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà với cái thân tướng mềm mại như vậy, chúng ta có thể chắc rằng là người đó thoát được 3 đường ác, cũng là cái điều may mắn nhờ cái phương pháp hộ niệm này. Chứ nếu mà thí dụ những người nửa mê nửa tỉnh này mà trước đó báo cáo rằng là người này quyết lòng niệm Phật, tha thiết cầu nguyện vãng sanh, thì cái xác suất mà mình nghĩ rằng là người này được vãng sanh nó cao hơn. Nếu mà mình thấy rằng là người này sau cùng không mê mang, không bất tỉnh, mà niệm Phật tơ hơ thử cuối cùng, sau 8 tiếng đồng hồ mà thân tướng tốt như vậy, mình có thể đoán được tới hơn 90% họ đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi. Tức là 100 người mà có hiện tượng như vậy, mình có thể nói là 90 người họ có thể vãng sanh, còn 10 người khác có thể đi vào con đường lạc. Còn những người mà bị mê mang bất tỉnh, không niệm Phật được mà ra đi tức là như vậy, thì mình suy đoán lại là
trong 100 người thì có thể khoảng chừng 20 người, tức là 2% được vãng sanh, cho còn 8% nữa thì thường thường đi về con đường lành, là do cái tâm thiện lành của họ khi đi chùa. Rồi lúc mà ra đi, họ nhờ hộ niệm cho nên giúp cho họ vượt qua những cảnh khó khăn lúc lâm chung. Họ không bị rối loạn, tâm của họ tỉnh táo, nhờ nghĩ đường thiện, đường lành mà họ có thể đi vào con đường thiện, có thể trở làm người, làm Atula, hoặc là lên cảnh giới trời trong dục giới có thể. Cho nên cái này cũng là cái điều mà mình thấy rằng cái pháp hộ niệm vi diệu bất khả tư nghiệp. Và mong chư vị phải nhớ rằng là để cho mình được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, xin chư vị phải ráng niệm Phật, phải quyết chí vãng sanh, phải hiểu được cái nguyên tắc hộ niệm là mình đi theo ai. Chứ lúc đó mình thấy, khi mà mình thấy một người nào đó, một ông tiên, một ông trời nào đó tới thỉnh mình đi mất, đi về cảnh trời cũng tốt vậy chứ, cũng có hương thơm gì vậy, nhưng mà đi về cảnh trời vẫn chưa vượt qua được 6 đường sinh tử luân hồi. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ cái điều này. Và thường thường nếu mà trong trường hợp này mà gia đình không có hỗ trợ nữa, mê man bất tỉnh, thì thường thường có những ban hộ niệm vì tình cảm người ta nhận, còn có những ban hộ niệm theo nguyên tắc người ta không có dám nhận, là tại vì không phải dễ gì mà những người đã mê man bất tỉnh đến giờ sau cùng rồi được vãng sanh đâu. Đây là những trường hợp khó tìm đấy, chứ không phải là dễ tìm đâu, mà những người tin tưởng mới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Còn câu hỏi thứ hai là khi cái hồn còn trong thân thì cái thân mềm mại không? Điều này không ai dám bảo đảm. Nhiều khi chết rồi 2-3 tiếng đồng hồ sau thân cứng ngắc liền, mà lúc đó cái thân còn ấm, tức là cái thần thức vẫn còn ở trong cái thân đó, là do chấp, do sợ chết mà bị như vậy. Còn cái thân cứng là nó ứng hiện trong cái tâm của họ, cái tâm còn ở trong cái thân đó, mà cái tâm đó an lành, cái tâm đó nhu nhuyễn, tâm đó an hòa, tâm đó quyết lòng vãng sanh không sợ không được, thì cái thân nó sẽ mềm. Như vậy mình chứng tỏ rằng là khi mà cái thân đó mềm chưa bảo đảm là người đó được vãng sanh. Mà cái thứ nhất là khi tâm người ta hiền, người ta không sợ hãi, người ta không kinh hoàng, mà người ta cũng chí thành niệm câu A Di Đà Phật, quyết chí vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà người ta niệm Phật tới hơi thở cuối cùng, thì lấy kinh Phật ra ấn chứng là 10 niệm tất sanh, người ta đã vãng sanh Tây Phương. Và thường thường người ta đi vãng sanh Tây Phương thì thường thường sau mấy tiếng đồng hồ là tự nhiên thân tướng nó lạnh liệt, nó không còn ấm nữa. Chứ khi còn ấm là còn nghĩ rằng thần tức ở đó, ở trong thân. Cho nên xin thưa với chư vị là có những lúc cái thần tức còn ở trong thân mà thân vẫn cứng, còn có những lúc thần tức ở trong thân mà thân vẫn mềm. Là mềm hay cứng là do cái trạng thái của tâm tức của họ. Nếu họ sợ sệt, họ khủng hoảng, họ bám vào cái đó, thân tướng của họ vẫn cứng như thường. Còn nếu họ vẫn còn ở đó nhưng mà thân tướng họ hiền hòa chất phát, nhiều khi cái thân vẫn mềm. Cho nên cái mềm cái cứng nó ảnh hưởng tới cái trạng thái của tâm thức, chứ không phải là được vãng sanh hay không. Nhớ nha chư vị nha. Gì đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, chúng con xin thành tâm tri ân thầy Diệu Âm Tịnh Hải ạ.